Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Ken nha. Sẽ có một số bông trang thần chậu nhiều màu quý cô chú anh chị em. Vô lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Anh chào Ken. Chào anh Thái, chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Vườn em thì tiếp tục lên hoa cây kiển nha. Mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa. Số điện thoại giao lưu là 0977416876, đồng thời cũng là số Zalo. Mỗi mã số em lên đều bao phí ship tặng nơi cho cô chú anh chị mình luôn. Vườn thì tại Lấp Vò, Đồng Tháp ha. Cây em thì thuần chậu bao sống khỏe. Giờ mình lên mã số 1 là một cặp hồng ngọc mai, là hai chậu ha. Hàng bonsai quýnh chè. Cây này là đế đặc nè, rất là nhiều rễ nè ha. Còn này là thân đế cao. Cây này có chiều cao đây là 35, cây thấp nhất ha. Tán ngang là 30. Thân đế cao ở đây là 13. Một cặp này thì em cũng vô lưu với giá là 300.000. Mã số 1, hồng ngọc mai. Dòng này hoa thơm và cho trái nha quý cô chú anh chị. Loại này hoa rất là thơm luôn. Tiếp theo mã số 2 là cây me thái ngọt. Gốc đế nè. Cây này có chiều cao ở đây là 70. Tán ngang là 70. Thân đế cao là 21 ha. Cụm đế ở đây là 32. Cây này thì em cũng vô lưu giá là 650.000, mã số 2. Tiếp theo mã số 3 cũng là me thái ngọt luôn. Cây có chiều cao đây là 65. Tán ngang là 65. Thân đẹp, hốt thân này là 25. Cây có hoành ở đây là 22 ha. Đế, có đế. Cây này thì cũng giao lưu giá là 650.000. Cây này thì kể như phôi của anh chị em. Tài cành lên đủ rồi. Này về của anh chị em mình muốn bonsai thì mình bệnh dây vô. Dáng thế thì rất là đẹp luôn. Trực lắc. Tiếp theo mã số 4. Đây cây liệp lào ha, cây này đang rất là nhiều nụ luôn, hoa của nó nè, rất là dễ thương ha, màu hồng. Cây có chiều cao đây là 1m25. Tán ngang là 1m15. Này thích nhất là cái búp của anh chị. Hốt thân ở đây là 38, cây có sổ đế nha cô chú anh chị. Cây này thì có hoành ở đây là 15. Cây này giao lưu giá là 650.000, mã số 4, liệp lào. Mã số 5 là một cặp tím dưới đỏ ha, trang thái. Tàn tròn, tán mịn rất là đẹp luôn. Rất là đều quýnh cho em. Cây có chiều cao đây là 50, tán ngang là 55. Hốt thân là 17, cây đỏ thì hốt thân thấp hơn xíu nha. Có hoành ở đây là 7,5. Một cặp này giao lưu giá là 350.000, mã số 5. Gồm 2 cây nha quýnh cho em, đỏ và tím. Một cặp nha của chú anh chị, mã 5. 350.000. Tiếp tục mã số 6 là cây vàng lá xoắn. Dòng này hoa hay đột biến lên màu cam của anh chị em. Cây có chiều cao đây là 50. Tán ngang là 60. Hốt thân là 7 ha. Cây có hoành ở đây là 11. Cây này giao lưu giá là 250.000, mã số 6. Mã số 7 là cây thái đỏ. Cây có chiều cao là 70. Tán ngang là 50. Hốt thân là 18. Cây có hoành là 10. Cây này giao lưu giá là 250.000. Mã số 7. Mã số 8 là cây trang trắng xưa siêu bông ha. Loại này có 2 tầng tán được ha. Cây có chiều cao ở đây là 65. Tán ngang là 50. Hốt thân tầm 5 ha. Cây có hoành ở đây là 14. Cây này giao lưu giá là 400.000, mã số 8, trang trắng.
Tiếp theo mã số 9 vẫn là trăng trắng xưa quý anh chị em, dòng siêu bông. Cây có chiều cao đây là 65. Tán ngang là 55. Hót thân là 8. Cây có hành là 10. Cây có hành là 13. Cây này giao lưu giá là 350.000, mã số 9. Tiếp theo mã số 10 là cây tím sen. Phom tàn siêu mịn quý anh chị em, đặc biệt kẹo búp ha. Cây có chiều cao ở đây là 60, tán ngang là 65. Hót thân là 17. Cây có hoành ở đây là 10 ha. Cây này giao lưu giá là 300.000, mã số 10. Mã số 11 là một siêu phẩm quý anh chị em. Cây một cốt, cái tàn tròn quay. Tán rất là đẹp ha, đang hoa rực rỡ luôn. Cây có chiều cao đây là 85. Tán ngang là 65. Hót thân là 18. Cây có hoành là 14. Cây này thì cũng giao lưu với giá là 350.000, mã số 11. Mã số 12. Thái đỏ hót thân. Cây có chiều cao đây là 90. Tán ngang là 65. Hót thân là 31. Cây có hoành ở đây là 15 rưỡi ha. Cây này giao lưu giá là 350.000, mã số 12. Mã số 13 là cây trang sen. Trang sen Nhật cánh kép quý anh chị em. Cây xanh mướt ha. Này liền bề quý anh chị. Cây có chiều cao ở đây là 70. Tán ngang là 85. Cây này là bụi ha. Tán rất là đặc luôn. Cụm hoành ở đây là 47 nha cô chú anh chị. Cây này giao lưu với giá là 700.000, mã số 13. Kẹo búp ha. Mã số 14 cũng là một trang sen Nhật luôn, bụi luôn ha. Cây này phơm tán dày rất là đẹp luôn. Cây có chiều cao đây là 75. Tán ngang là 85. Cụm hoành ở đây là 44 ha. Cây này cũng giao lưu giá là 700.000, mã số 14. Tàn non lá quá anh chị em. Mã số 15 là cây Mỹ Cam. Cây này thuần bồn ha. Về của chú anh chị mình cũng vẫn ra nắng, ra chậu bình thường nha của chú anh chị. Nó đã thuần rồi. Cây có chiều cao ở đây là 1m20. Tán ngang là 1m1. Hót thân là 70. Củ đế của anh chị em. Đế ha. Cây có hoành ở đây là 21 nha của chú anh chị. Nguyên một bệ đế ở phía dưới ha. Về mình khai thác thêm nha. Cây này thì cũng giao lưu với giá là 600.000, mã số 15, Mỹ Cam. Tiếp theo là tím sen ha. Quá xá cái phom tàn. Cái phom tàn rất là đẹp luôn. Đặc biệt kẹo búp hết trơn. Này. Cây có chiều cao ở đây là 70. Tán ngang là 75. Hót thân là 10. Cây có hoành ở đây là 12. Cây này giao lưu giá là 400.000, mã số 16. Rất là đặc tán luôn. Tàn như cái đế bay. Mã số 17 cũng là tím sen luôn ha. Cây có chiều cao ở đây là 70. Tán ngang là 70. Hót thân là 19. Cây có hoành ở đây là 10 ha. Cây này cũng giao lưu giá là 350.000, mã số 17. Mã số 18 là cây vàng cam. Cây có chiều cao đây là 80. Tán ngang là 65. Hót thân là 12.
Cây có hoành ở đây là 13. Cây này vô lưới giá là 350.000, mã số 18. Mã số 19 cũng là vàng cam luôn. Cây này kẹo nụ ha. Cây có chiều cao đây là 60, tán ngang là 65, hót thân là 16. Cây có hoành là 14. Cây này giao lúa giá là 350.000, mã số 19. Mã số 20 là cây thái đỏ, tán rất là đặc luôn, nhìn rất là mịn tán nha. Cây có chiều cao đây là 75, tán ngang là 65, hót thân tầm 5 nha cô chú anh chị. Cây có hoành là 12. Cây này giao lúa giá là 400.000, mã số 20. Tàn rất là đặc. Mã số 21 là thái đỏ luôn ha. Cây có chiều cao đây là 85, tán ngang là 75, hót thân là 7. Cây có hoành ở đây là 10. Cây này giao lưu giá là 400.000, mã số 21. Mã số 22 là tím sen. Cây cũng đang kẹo nụ ha. Cây có chiều cao đây là 75, tán ngang là 75, hót thân là 21. Cây có hoành là 12. Cây này giao lưu giá là 400.000. Tiếp theo mã số 23 cũng là tím sen luôn, rực rỡ hoa quý anh chị em. Cây có chiều cao đây là 75, tán ngang là 70, hót thân là 21. Cây có hoành ở đây là 13. Cây này giao lưu giá là 400.000, mã số 23. Mã số 24 là cây thái vàng tàn tròn. Cây có chiều cao là 75, tán ngang là 80, hót thân là 16. Cây có hoành là 16. Cây này giao lưu giá là 400.000, mã số 24, thái vàng. Mã số 25 là cây thái đỏ, kẹo nụ anh chị em. Phơm tàn phải nói siêu đặc luôn. Cây có chiều cao đây là 85, tán ngang là 75, hốc thân là 17. Cây có hoành ở đây là 10. Cây này giao lưu với giá là 450.000, mã số 25. Mã số 26 là cây vàng cam, tán rất là đặc luôn. Cây có chiều cao đây là 85, tán ngang là 70, hót thân là 11. Cây có hoành là 14. Cây này giao lưu giá là 450.000, mã số 26. Mã số 27, cây tím sen đang hoa rất là đẹp ha. Kẹo nụ quá anh chị em. Cây có chiều cao đây là 70, tán ngang là 75, hót thân là 15. Cây có hoành ở đây là 13 ha. Cây này cũng giao lưu giá là 400.000, mã số 27. Mã số 28 là thái vàng tàn tròn. Cây có chiều cao đây là 80, tán ngang là 85, hót thân là 12. Cây có hoành là 16. Cây này giao lưu giá là 450.000, mã số 28. Mã số 29 là cây thái đỏ,
sạch búp với anh chị em, mỗi đọt mỗi búp á. Cây có chiều cao đây là 90, tán ngang là 75, hót thân là 9, cây có hoành ở đây là 12, cây này giao lưu giá là 450.000, mã số 29. Mã số 30 là vàng cam. Cây có chiều cao đây là 1m05, tán ngang là 80, hót thân là 18, cây có hoành ở đây là 13, cây này giao lưu giá là 450.000, mã số 30. Mã số 31 là hồng phấn phất tím. Hoa thơm nhẹ quý anh chị em, dòng này siêu bông. Cây có chiều cao là 1m1, tán ngang là 70, hốc thân là tầm 5 ha. Cây có hoành ở đây là 15, cây này giao lưu với giá là 400.000, mã số 31. Mã số 32 là cây thái vàng, tàn tròn, thân già nứt ha. Cây có chiều cao là 75, tán ngang là 85, hốc thân là 15, cây có hoành ở đây là 19 ha. Cây này giao lưu giá là 400.000, mã số 32. Mã số 33 là cây thái đỏ, tàn rất là kính tàn ha, rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Cây có chiều cao đây là 85, tán ngang là 70, hốc thân là 10, cây có hoành ở đây là 14, cây này giao lưu giá là 450.000, mã số 33. Mã số 34, một cây vàng cam quýnh trang, tàn thông ha, cây thoáng đẹp. Cây có chiều cao đây là 1m05, tán ngang là 75, hốc thân là 28, cây có hoành ở đây là 13, cây này giao lưu giá là 450.000, mã số 34. Mã số 35 là cây đỏ nhung, lá nhựa bóng. Lá bóng quýnh trang. Cây có chiều cao đây là 1m15, tán ngang là 1m, hót thân là 57, cây có hoành ngay vị trí này là 16 ha. Cây này cũng giao lưu với giá là 450.000, mã số 35. Mã số 36 là cây hồng phấn ha, tàn tròn, đàn kẹo búp ha, hồng phấn lá trung siêu bông quý anh chị em. Này là một đôi song thân ha. Cây có chiều cao đây là 1m1, tán ngang là 95, hốc thân ở đây là 35 ha. Liền cốt. Cây có hoành ở đây là 18, một cụm hoành nha cô chú anh chị. Cây này thì giao lưu với giá là 450.000, mã số 36, hồng phấn siêu bông. Mã số 37 là cây cam Đài Loan. Dòng này cánh hoa rất đẹp quý anh chị em. Cây có chiều cao đây là 1m15, tán ngang là 90, hót thân là 40, cây có hoành ở đây là 14, cây này giao lưu với giá là 400.000, mã số 37. Mã số 38 cũng là cam Đài Loan luôn. Cây có chiều cao ở đây là 1m1, tán ngang là 90, hót thân là 50, cây có hoành ở đây là 14, cây này cũng giao lưu với giá là 400.000, mã số 38. Mã số 39 là cây vàng cam, tán dày ha. Cây có chiều cao đây là 1m05, tán ngang là 90,
thoát thân là 17, cây có hoành là 15. Cái này giao lưu giá là 500.000, vàng cam mã số 39 ha. Đây cũng là mã số cuối clip. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã ủng hộ cho nhà vườn, và xin hẹn gặp lại một video tiếp theo vào thứ năm ha, lúc 12 giờ trưa. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo của nhà vườn em Ken nha.